Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ cái hình tổ chim trong bài học số 2, chủ đề 2 của sách hướng dẫn tin học lớp 4. Thì đầu tiên các bạn cũng sẽ mở phần mềm Pen ở ngoài desktop trên máy tính của mình lên. Các bạn đưa chuột vào và các bạn lít chuột phải và các bạn chọn Open, lít chuột trái vào chữ Open. Bây giờ mình sẽ thứ tự mình sẽ vẽ như sau. Mình sẽ chọn cái hình vẽ hình tròn như đây. Đó, mình sẽ vẽ ba cái hình tròn bên này trước. Mình sẽ cho cái đường viền này nó nhỏ lại xíu, ví dụ vậy. Sau đó mình sẽ copy cái hình tròn này ra, cái hình ellipse này ra. Mình sẽ dùng công cụ select ở đây. Đó, mình bôi đen cái này. Copy bát đây, sau đó mình sẽ dùng công cụ bấm vào cái chỗ select này, mình chọn change parent selection, mình sẽ được cái hình ellipse thứ hai, và mình bấm tiếp bát và bấm nó sẽ được hình thứ ba, mình sẽ đưa qua đây. Sau đó thì mình sẽ chọn công cụ vẽ hình chữ nhật ở đây và mình sẽ vẽ ở bên ngoài. Đó. Rồi mình buông ra. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cái công cụ vẽ hình tam giác này nè. Đó, các bạn sẽ vẽ ở đây. Đó, các bạn sẽ vẽ qua như thế này. Rồi, sau đó các bạn sẽ kéo cái này ra ngoài chút đi. Rồi các bạn bấm ra ngoài. Rồi các bạn dùng cái công cụ select này, các bạn vô đen này đi. Sau đó các bạn bấm copy và paste và bấm chữ paste đây. Nó sẽ được hai cái. Thì nhiệm vụ của mình là sẽ như thế này đây. Mình sẽ đem cái này của nó qua đây. Đó. Sau đó mình sẽ dùng cái công cụ select này luôn. Mình kéo cái này. Rồi mình rê này nó qua. Đó, mục đích của mình là làm cho nó này cho nó bằng. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng cái công cụ cục gươm này để xóa cái này đi. Đó, mình sẽ xóa này đi. Và tương tự cho cái này. Nếu mình bấm xóa dư quá thì mình bấm lại đây. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng cái công cụ vẽ đường thẳng này. Ở đây mình sẽ nối này lại. Nối hai cái đầu bên đây qua. Rồi mình buông ra. Tiếp theo là các bạn sẽ vẫn dùng công cụ của đường thẳng đây. Các bạn nối từ đây. Các bạn vẽ hẳn xuống đây. Đó, các bạn ví dụ như tới đây là các bạn thấy nó vừa rồi thì các bạn buông ra. Sau đó mình sẽ nối từ đây qua đây. Rồi rồi. Rồi các bạn buông ra. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cái công cụ vẽ hình tròn. Đó, các bạn giữ phím Shift và các bạn vẽ cái hình tròn ở trong đây. Rồi các bạn buông ra, các bạn có thể dùng phím mũi tên di chuyển qua lại. Như vậy là mình đã vẽ xong cái phần ở phía trên. Bây giờ mình sẽ tiếp tục sử dụng cái công cụ vẽ đường thẳng. Ở đây mình sẽ vẽ cái chỗ này trước. Đó, mình sẽ kéo một cái đường đây trước. Đó. Tiếp theo mình sẽ nối từ chỗ đây. Mình sẽ vẽ cái đường thẳng thứ hai. Ví dụ như ở đây. Và mình sẽ vẽ cái thứ ba, cái chân thứ ba bên đây. Ví dụ như nó sẽ tới đây. Rồi sau đó mình sẽ nối từ bên đây qua. Rồi các bạn buông ra và tương tự bên đây. Các bạn nối qua đây. Như vậy là các bạn đã vẽ xong cái hình cái tổ chim. Trong trường hợp này nếu mà các bạn muốn tô màu thì các bạn có thể dùng công cụ đổ màu để tô. Còn nếu mà không có yêu cầu về tô màu thì các bạn tới đây coi như là các bạn cũng đã vẽ hoàn tất rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chỉ cần lưu lại thôi. Đó, các bạn sẽ lưu lại bằng cách là bấm vào cái ổ đĩa đây và chọn cái thư mục lưu.
Ví dụ mình sẽ chọn thêm một bài tập vẽ y nguyên vậy và mình lưu lại với cái tên là tổ chim đó, và các bạn bấm vào save đây. Thì như vậy là mình đã hoàn tất vẽ tổ chim. Nếu như các bạn có cái chỗ nào không hiểu thì các bạn hãy để lại ở trong phần bình luận ở bên dưới video. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.